Xin chào các bạn. Thưa các bạn, cái bộ âm thanh T172 mà Khang Audio làm và giới thiệu để bán cho các bạn, chúng tôi có setup vào đây một chiếc đầu cơ than của hãng Music Hall. Và tại sao chúng tôi lại chọn cái đầu cơ than này, và tại sao cái đầu cơ than này nó đã có một cái đường giải mã âm thanh tín hiệu của kim rồi mà chúng ta vẫn còn có một cái đường phono đèn ở chiếc Pre để cấu tạo thêm lên vào đây, thì đấy cũng là một trong những các cái lý do mà chúng tôi chia sẻ tại video này. Như các bạn biết rằng là cái đầu Music Hall Classic là một trong những cái đầu cơ than hiện đại đang được bán tại thị trường Việt Nam, và chúng tôi cũng chọn rất là nhiều các cái đầu để chơi, nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái đầu Music Hall này nó có mấy cái giá trị mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Thứ nhất là về kiểu dáng thì hãng Music Hall họ đang sử dụng cái kiểu dáng cổ điển, hoàn thiện cái bề mặt của cái phần thân body này bằng gỗ ốc chó và sơn mờ, và các cái thiết bị về cân bằng cũng như là hoạt động nó rất là chính xác, và chúng tôi chọn lựa nó và nó cho cái âm thanh khá là hay. Cái thứ hai là trong một cái vỉ mạch của cái Music Hall này, nó là vỉ mạch đời mới, nó đã tích hợp được hai cơ chế để hoạt động. Một là nếu như các bạn để ở chế độ live bên cạnh này, thì các bạn chỉ cần cắm cái đầu cơ than này vào một cái âm ly thông thường đã đang chơi được rồi. Tuy nhiên thì cái việc khuếch đại tín hiệu bằng cái mạch ở trong chiếc cái Music Hall này mà đã tích hợp ở đây thì nó có cái tính chất phổ thông, nó chưa mang tính chất chuyên biệt và độ chuyên nghiệp cao. Do vậy mà chúng tôi lấy cái tín hiệu phono direct của chiếc Music Classic này để đưa xuống chiếc Pre đây. Và cái chiếc Pre này của chúng tôi làm ở đây thì có cái phần tín hiệu phono. Tín hiệu phono này là một trong những cái mạch khuếch đại tín hiệu từ cái kim của đĩa than để thông qua đây xử lý tín hiệu để cấp lên cái trên chiếc ampli này. Và cái mạch của chúng tôi là mạch điện tử bằng bóng đèn, và chính vì điều đó nó tạo ra được cái chất lượng âm thanh analog của cái hệ thống này rất là cao. Và thưa các bạn rằng là chúng tôi so sánh giữa cái việc mà cái đầu Music Hall Classic sử dụng xử lý tín hiệu khuếch đại tín hiệu bằng mạch bán dẫn với cái khả năng xử lý tín hiệu bằng mạch bóng đèn điện tử của chúng tôi làm, thì chất lượng nó khác nhau rất là lớn. Music Hall Classic thì nó xử lý cái tín hiệu nó mang nhiều cái tính chất là digital bán dẫn, và âm thanh nó chưa độ động, nó chưa cao. Còn khi mà chúng tôi đưa vào cái Pre và khuếch đại tín hiệu ấy, thì nó tạo ra cái hiệu quả âm thanh cao hơn rất là nhiều, và nó khai thác được tối đa được các cái chất lượng đĩa nhạc mà các bạn sử dụng. Và thưa các bạn, đó là những cái lý do mà tại sao Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn là chúng tôi chọn cái đầu Music Hall Classic này để cho vào cái bộ âm thanh T172, và cũng là lý do tại sao mà chúng tôi muốn khoe với các bạn rằng là chiếc Pre Master PM02 của chúng tôi là một trong những thiết bị trung gian kết nối được nhiều các thiết bị ngoại vi, xử lý được tín hiệu âm thanh digital, xử lý được tín hiệu âm thanh từ cơ than và xử lý được âm thanh từ đầu CD. Thưa các bạn, tại video sau chúng tôi cũng sẽ dành những cái thời gian tiếp theo để nói thêm với các bạn tại sao, những cái lý do gì mà chúng tôi chọn cái ampli bóng đèn L8 từ Bushpool để đưa vào bộ âm thanh này, để các bạn có thêm thông tin cho cái bộ sản phẩm của chúng tôi. Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.